大家好，我是刚子，今天也受北京的一位老板。Anh trai Trung Quốc ôm mộng mua nhà ở Việt Nam và cái kết đắng. Cộng đồng mạng xem xong vỗ tay khen, tầm nhìn của Việt Nam quá đỉnh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Netizen React. Các bạn thân mến, vừa qua khi đang đi dạo một vòng mạng xã hội Trung Quốc thì tụi mình có thấy một video với nội dung khá thú vị có liên quan đến Việt Nam của chúng ta. Chuyện là trên trang EasyWorld có một người đàn ông Trung Quốc đã cho đăng tải video với tiêu đề "Không bán cho người Trung Quốc". Vừa nghe qua thì netizen cứ nghĩ rằng chắc anh chàng này vừa trải qua một sự việc bị phân biệt hay bị kỳ thị gì đó ghê gớm lắm đây, khiến anh bức xúc mà phải lên video như thế. Nhưng sau khi xem xong thì cư dân mạng đồng loạt quay xe với hành động của anh này. Vậy video của anh này có gì mà khiến dân tình bàn tán xôn xao đến như vậy? Hãy cùng tụi mình tìm hiểu qua video sau đây nha! Video của anh chàng này xoay quanh câu chuyện anh đi mua nhà nhưng lại bị toàn bộ chủ đầu tư nói lời từ chối và anh không mua được vài căn hộ tại đây. Vì thế, anh này sinh ra bực tức và thốt lên rằng quy định bất động sản ở Việt Nam là quá khó chịu. Anh chàng quay video nói rằng người Việt không bán nhà cho tôi chỉ vì tôi có hộ chiếu của Trung Quốc. Nếu ai mà chỉ xem một cách nhanh chóng, mơ hồ, không suy xét kỹ thì hẳn khi đến đây sẽ đều đồng loạt múa phím nói rằng chúng ta không hiểu khách và có định kiến với người hàng xóm phương Bắc. Nhưng sự thật thì không phải như vậy đâu các bạn ạ. Nếu các bạn xem kỹ vào những cảnh mua bán và review thì hẳn sẽ tinh ý nhận ra ngay. Đây không phải là một thương vụ mua bán bình thường. Người đàn ông trong video nói trên là một thành viên trong nhóm chuyên đầu cơ bất động sản. Đây chính là lý do vì sao người Trung Quốc sau khi xem xong đoạn video, họ không những không đồng tình với cách hành xử của người đàn ông này mà còn dành những lời khen cho chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương vì đã sớm nhận ra và từ chối bán nhà cho những đối tượng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói sơ một chút về đầu cơ bất động sản. Nếu bạn có quan tâm đến thị trường quốc tế thì hẳn cũng biết khái niệm này không mấy xa lạ đối với người dân Trung Quốc. Bạn biết không, có một sự thật rằng trong suốt nhiều thập kỷ qua, người Trung Quốc có một niềm tin cố hữu rằng bất động sản là một kênh cất giữ tài sản đáng tin cậy. Chính vì thế một số người đã gom mua bất động sản bất chấp theo hướng đầu cơ. Hình thức đầu cơ này đã phát sinh và gây ra hậu quả rất lớn đối với thị trường của đất nước tỷ dân. Ngày nay, người dân đang gánh chịu hậu quả nặng nề mà nó để lại. Chính vì vậy, người dân Trung Quốc bây giờ rất ghét những người chuyên làm giàu bằng hình thức này. Và khi chính quyền Trung Quốc nhận ra tác hại của việc đầu cơ bất động sản và đã có những điều chỉnh, bất động sản không còn là miếng bánh béo bở của các nhà đầu cơ Trung Quốc. Kiếm ăn trong nước không được thì bọn họ đã bắt đầu tìm đến những quốc gia khác để tiến hành săn mồi và Việt Nam được coi là một nơi tiềm năng để họ hướng tới. Đây cũng chính là lý do khởi nguồn dẫn đến câu chuyện của anh chàng này. Nhưng bạn cũng thấy đó, cư dân mạng bây giờ họ tin tưởng lắm, chỉ cần một manh mối nhỏ là họ đã tường tận những câu chuyện đằng sau rồi. Làm sao mà qua mắt được những camera chạy bằng cơm này cơ chứ? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc để xem bọn họ nói gì về anh chàng trong video trên nha. Những căn nhà này không bán cho người Trung Quốc đâu. Người trong video hẳn là thuộc trong những nhóm đầu cơ bất động sản toàn cầu. Thực tế cho thấy rằng gần đây Việt Nam phát triển rất nhanh, giá bất động sản tại Việt Nam khoảng 20.000 đô la Mỹ trên mét vuông, không cao lắm, trong khi giá nhà ở ngoại ô Thượng Hải là hơn 20.000 đô la Mỹ trên mét vuông. Những người có hộ khẩu ngoại tỉnh không mua được, họ cần có bảo hiểm xã hội trong 5 năm và đủ điều kiện mua nhà. Nếu không bán cho bạn thì đúng quá, để các bạn không làm loạn cấu trúc kinh tế địa phương của bọn họ. Những căn nhà tốt trong tương lai chắc chắn sẽ tăng giá. Nếu những người đầu cơ nhắm đến và khao khát muốn mua thì hẳn cũng phần nào chắc chắn về sự phát triển của những khu vực này. Nhìn ra và từ chối quyết liệt nhóm đầu cơ bất động sản, những người quản lý rất khôn ngoan, biết nhìn ra trông rộng. Sẽ hiểu thôi mà, bọn họ không bán cho người Trung Quốc để tránh làm tăng giá nhà. Người Trung Quốc mua nhà ở bất kỳ đâu họ đến, vì vậy việc không bán cho họ là chuyện bình thường. Giá nhà ở Trung Quốc đang cao lại khó mua, hơn nữa chính phủ cũng đang làm mạnh tay để các nhóm đầu cơ không thể hoạt động tự do như trước, nên những nhóm này bắt đầu tìm sang các nước phát triển, các bạn nên cẩn thận. Nói thật, đầu tư vào dự án này vẫn có thể, ví dụ như cho thuê hoặc bán lại, nhưng nếu muốn ở lâu dài thì dự án lớn vẫn tốt hơn, có khu vườn cỏ xanh, tiện ích thể thao và giải trí khác. Việt Nam, một quốc gia đáng phát triển mạnh mẽ, không cần 10 năm nữa họ sẽ nói: "Trước đây, bạn có thể không để ý tôi, nhưng sắp tới bạn sẽ không còn cơ hội kết nối với tôi nữa." Những nhà đầu tư rất khôn ngoan,
bọn họ biết tình hình của Trung Quốc nên quyết tâm không bán nó cho người Trung Quốc vì điều đó sẽ khiến ngôi nhà bị đội giá quá cao. Việt Nam dù là nước nhỏ nhưng đang làm khá tốt việc siết chặt và quản lý. Nếu bọn họ không cẩn thận thì giá nhà sẽ tăng lên đến mức không thể kiểm soát. Đến lúc đó thì hầu hết người dân đều không thể mua được nhà. Nhìn kiến trúc kia, Việt Nam thực sự đang phát triển nhanh quá. Việt Nam không nghèo, không nghèo chút nào. Họ có tầm nhìn xa và không bán nhà cho người Trung Quốc, di chuyển ngăn chặn việc tiêu diệt thế hệ trẻ Việt Nam. Tiêu diệt họ là tiêu diệt đất nước thuộc về thế hệ trẻ. Hà Nội giống như là Thâm Quyến của 15 năm trước vậy. Hãy nhìn xem, giá nhà ở Hà Nội sẽ còn tăng ít nhất là cao gấp đôi. Các nhà đầu cơ bất động sản Trung Quốc không hoạt động được ở nội địa nên sang đầu cơ điên cuồng trên khắp thế giới. Không bán là đúng rồi, nếu không, giá ít nhất sẽ bị mấy người này cho tăng gấp đôi. Việt Nam đã làm đúng, đừng bán nó cho những người này nếu không muốn gặp bong bóng bất động sản và mọi thứ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nếu bạn là người Việt Nam thì hãy nhanh tay mua nhà tại Việt Nam, chắc chắn vài năm nữa bạn sẽ kiếm được bộn tiền. Những người Việt Nam may mắn là bọn họ nếu mua nhà sẽ được sở hữu nhà của chính họ. Hơn nữa, Việt Nam cũng đang có rất nhiều cơ hội để các bạn mua nhà đất. Không hề khó khăn như Trung Quốc, đất chật người đông. Bây giờ muốn mua căn hộ nhỏ còn khó hơn lên trời. Chúng tôi chắc chỉ còn suốt đời ở nhà thuê hoặc về quê mua nhà nhỏ mà thôi. Nếu mở bán cho người Trung Quốc thì người Việt Nam chỉ còn cách nhìn lên mấy tòa cao ốc và thở dài. Không bán cho người Trung Quốc là đúng. Ở đâu có người Trung Quốc thì sẽ hỗn loạn. Nhà rẻ quá, thật tệ là tôi không thể mua nó. Có cách nào để người Trung Quốc có thể mua nhà ở Việt Nam không? Có những nơi ở Trung Quốc cũng không bán nhà cho người nước ngoài. Điều đó rất bình thường vì họ đang bảo vệ lợi ích của chính người dân địa phương. Ôi trời, người Việt Nam chưa đuổi người Trung Quốc là may. Ở Việt Nam, họ phản đối rất gay gắt với bản đồ đường chín đoạn. Họ không muốn bán là đúng. Người Trung Quốc ở thế giới bên ngoài luôn gây ấn tượng xấu đối với người nước ngoài. Họ không nên ngẫm nghĩ lại điều đó sao? Vì vậy, không bán chúng là điều bình thường. Mọi người vẫn không biết bạn ghê tởm đến mức nào, những kẻ đầu cơ bất động sản. Nếu bán cho người Trung Quốc, ước tính vài năm nữa, người Việt Nam sẽ không mua được nhà, tất cả đều bắt đầu sống trên đường. Nó cho thấy Việt Nam đang học từ bài học của Trung Quốc và kiềm chế giới đầu cơ bất động sản. Đây quả là nước đi khôn ngoan. Qua video và những nhận xét của cư dân mạng, có thể thấy anh chàng này muốn đầu cơ bất động sản ở Việt Nam nhằm đến những viễn cảnh ôm món lời khổng lồ khi chúng đến thời điểm sốt bất động sản. Với con mắt tinh tường của các chủ đầu tư thì bọn họ không bán cho anh này cũng đúng. Nhưng ngoài ra còn một lý do khác khiến anh chàng Trung Quốc này không thể mua bất động sản ở Việt Nam. Vì nếu một người nước ngoài muốn sở hữu bất động sản tại Việt Nam thì bọn họ phải đạt được một số điều kiện bắt buộc. Nếu bạn không chứng minh được những điều đó thì tất nhiên bạn sẽ không mua được rồi. Tổng hợp lại các lý do trên thì việc anh chàng Trung Quốc không mua được bất động sản Việt Nam là hoàn toàn bình thường. Chỉ có anh chàng này không mua được, ấm ức nên mới thấy nó bất thường các bạn nhỉ? Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Sau khi xem xong video này thì các bạn có cảm nhận thế nào về việc làm của anh bạn người Trung Quốc nói trên? Hoặc nếu bạn là người môi giới phải tiếp đón anh chàng này thì bạn sẽ xử lý thế nào khi gặp phải người khách như vậy? Hãy để lại bình luận phía dưới để chia sẻ cho mọi người được nghe về ý kiến của bạn nhé! Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.